Thưa quý vị và các bạn, do chính quyền buông lỏng quản lý, một hộ dân ở thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cử đã ngang nhiên săn lấp hơn 2.000m2 ao để chuyển đổi mục đích sử dụng khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều đáng nói, vị trí này nằm ngay gần trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã Tống Phan. Tuy nhiên, vi phạm đã không được xử lý quyết liệt, dẫn đến những bức xúc trong nhân dân. Nhiều tháng nay, gia đình ông Phần, bà Ngọc, trú tại thôn Hạ Cát luôn sống trong cảnh đơm nớp lo sợ mỗi khi trời đổ mưa. Bởi lẽ trước đây, khi ao trâu của xóm 1, xóm 2 chưa bị lấp thì toàn bộ nước sinh hoạt của các gia đình còn có chỗ thoát. Nhưng kể từ tháng 2 năm 2021 đến nay, khi toàn bộ diện tích ao trâu bị lấp thì cứ mỗi lần trời mưa, thì sân của gia đình luôn bị ứ đọng nước. Trước mắt là cái đời sống của chúng tôi là xáo trộn. Cái thứ nhất là nước sinh hoạt thải đi, mưa ngập cả sân này, hai ngày bơm nước ra rồi cũng rãnh, không tiêu đâu được. Đó đây nhà mình thấp là nó phải dành hết thôi. Trận mưa vừa rồi nó mưa đột nói thiệt thôi, nhưng mà nó ngập lên này thì tôi không biết làm nào mà cây cối thì có khả năng là chết. Trước phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tống Phan. Được biết, tại thửa số 26 tờ 29 bản đồ năm 1999, ao trâu có tổng diện tích gần 2.800m2. Nguồn gốc ao này thuộc quyền sử dụng của ông Bùi Văn Nuôi, hay còn gọi là ông Long, cùng chú tại thôn Hạ Cát. Năm 1995, ông Nuôi được Ủy ban nhân dân xã Tống Phan giao thầu dài hạn với diện tích được giao là trên 2.000m2 với số tiền 5 triệu đồng và có hóa đơn thu tiền một lần của Ủy ban nhân dân xã thời điểm đó với mục đích là nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Nuôi đã tự ý chuyển nhượng toàn bộ diện tích ao trâu cho gia đình ông Nguyễn Văn Phấn, người cùng thôn. Vào tháng 2 năm 2021, gia đình ông Phấn đã san lấp toàn bộ diện tích ao trâu nhằm chuyển đổi sang mục đích khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sẽ không có gì để nói nếu Ủy ban nhân dân xã Tống Phan quyết liệt vào cuộc ngăn chặn kịp thời. Biên bản vi phạm được lập ngày 24 tháng 2 thì chỉ sau đó 10 ngày thì toàn bộ diện tích ao đã được lấp đầy như thế này. Cái ao này về mùa hè cho các cháu nó tắm bơi, về hàng bao nhiêu mẫu lúa này nước để cho người ta tiêu chảy trong lúc khô hạn. Đề nghị cấp trên là giải quyết xem thế nào để lấy lại cái công bằng. Mục đích lấp ao của ông là ông lấp ao là ông bán làm nhà. Đấy, ông đã phân lô ông bán chín suất rồi. Và chúng tôi có bằng chứng cả nó ai. Thì mua cái 15 mét rồi mà trên dưới 2 tỷ ở chỗ đấy. Bây giờ chỉ nói với em là chị là có giấy tờ đàng hoàng, thổ tỏa đàng hoàng 1 tỷ một loại chị mới bán. Vì là ao cái này nữa là ao người ta được quyền sử dụng xây nhà to, được quyền bán, được quyền cấp sổ đỏ. Nghĩa là sao mà hồ sơ chỉ lắm trong tay, lấu đỏ đàng hoàng. Sau cái hội nghị làm việc với dân, Ủy ban xã đã mời ông Phấn lên phải thực hiện theo những cái gì mà người dân yêu cầu. Thì ông Phấn đã có cam kết để thực hiện. Thế thì cái việc này thì đến giờ phút này thì Ủy ban xã chưa có biện pháp giải pháp nào. Một hộ làm được thì các hộ khác cũng sẽ làm được. Ngay sau khi ông Phấn tự ý săn lấp ao trâu, thì vào thời điểm đó cũng có một hộ dân đã tự ý hút cát để săn lấp ao đình. Rất may sự việc được người dân phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân xã kịp thời. Nếu không thì giờ đây, cảnh quan của thôn xóm, cảnh quan nơi thờ tự của thôn Hạ Cát cũng đã bị lấp đầy. Dạ, con người ta có ý kiến thì lãnh đạo thì cũng cho dừng cái ao này. Còn các ao khác người ta vẫn lấp. Nếu như không có ý kiến thì bây giờ như... thì coi như là bằng rồi. Thì chỗ này nó xong hết rồi. Ao kia xong rồi thì ao này xong rồi mà nhiều ao xong rồi. Việc hàng nghìn mét vuông ao bị phù phép biến mất tại thôn Hạ Cát, xã Tống Phan đã khiến cho nhiều người dân trên địa bàn bất bình, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và có biện pháp xử lý nghiêm cá nhân có sai phạm, đồng thời hơn nữa tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.